Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Day Gaming. Và hôm nay mình sẽ cùng các bạn tiếp tục với tựa game mô phỏng trạm xăng Gas Station Simulator này. Và hôm nay sẽ là ngày thứ hai mình quản lý sân bay nha các bạn. Hiện tại thì cái chỗ của mình nói chung là cũng tạm ổn đi. Xăng thì có một người ở đây rồi, rồi quét dọn thì có một người quét dọn ở đây. Đồ thì đang hơi thiếu các bạn, hết đồ rồi. Nhiều lúc mình đặt đồ nó không có đủ để mình bỏ vào kho á. Cái kho trong này mình phải nói là nó cần cập nhật thêm ha. Nói chung là tạm ổn, bên đó có nhân viên rồi. Bây giờ mình qua bên cái sân bay của mình. Đây, bên kia đường là cái trạm xăng của mình ha. Đây con xe cẩu. Ủa, hôm bữa nó có mấy cái này không ta? Anh nhớ là đâu có đâu à. Ôi, có khách xuống nè các bạn. Ủa rồi, tôi cho anh đáp chưa? Anh. Chị. Anh hay chị vậy? Ê, mình có R35 nè, xe tăng R35 nè. À, mình đổi lấy cái gì ta? Ông kia từ từ. Nó không có cho. À, mình chỉ cần đổi cái blueprint thôi, còn mấy cái này mình không có cần đổi các bạn. Kệ đi. Ok bye bye. Giờ mình đi cẩu ông Châu về, ông rớt ở đâu nữa rồi. Gà thiệt chứ. Không. Hình như bữa nhớ chỗ này nó trống mà đúng không? Nó đâu có mấy cái bồn này đâu đúng không? Ờ. Ờ. Game nó mới cập nhật á, nó mới có mấy cái bồn á. Hôm bữa nó trống mà, bữa nó có đúng cái bồn xăng nó bay có chút xíu à. Nay nó mới cập nhật thêm nè, các bạn nhìn nó khác khác xíu à. Tính ra ông già kia ổng mang tiếng là gọi là gì ta? Ổng là second lieutenant. Second lieutenant, ổng là thượng úy. Thượng úy hả? Nói chung là ổng là thượng úy rồi, ok. Ổng có một cái sân bay, ok. Ổng máy bay, ổng bay lâu rồi. Mà mỗi lần ổng đáp là ổng đáp một chỗ khác nhau các bạn. Hôm bữa ổng đáp bên góc này, hay góc chỗ đó đó. Giờ ổng đáp ở đây. Báo thiệt chứ. Gặp cái con xe nó chạy chậm nữa. Chạy cờ lết. Cái mượn xe này nó ảo ma Canada lắm. Kể đi nó bạn mà ơi. Chạy nhanh nữa chắc nó phóng 200 quá bạn. Tôi là con muốn nó phóng 200 lắm á. Xe được làm bằng gỗ. Ghê không? Xe đâu? Ghê. Rồi vậy mày hả, ở trên là chở nguyên đường đóng khung sắt. Ừ không hiểu sao nữa, mỗi lần ông đáp là nó xuống đây, ông ngộ ghê vậy. I need a ring. Rồi bây giờ tiếp. Ê, tính ra cái đường nó gồ ghề mà ông đáp được cũng hay quá ha. Khá lắm không già. Ông anh, mình không phải là mình bất ngờ khi ông đáp được anh. Sao? Mà ông còn sống thì ông gọi cho mình là ông là ở đây. Rồi, ok. Chắc chị em ơi. Cái thứ mình cảm thán là tại sao ông vẫn còn sống được. Mà cái máy bay nó còn nguyên mấy này. Mà ông này ông bây giờ ông đi ship hàng hả? Châu shipping nè. Rồi về đi, về nhà thấy chưa gì là tốn. Tốn mấy băng keo rồi đó gì. Ông này ông bay vô cái vùng chiến tranh hay cái gì mà nó lủng lỗ ghê vậy ta. À quên, cái xe này các bạn cũng phải cần đổ xăng cho nó nữa nha. Nó giống như cái xe đi dọn cát vậy. Mà anh biết gì không, hai lần ổng làm rách mà hai cái chỗ y chang nhau luôn. Ừ y chang luôn, không khác gì hết trơn á. Pung keo chứ không phải. Mà con này nó tiết kiệm nhiên liệu hơn. Có khi nào kem mà vợ ông đang bay ông bùng ông té ông chết không vậy? Không. Nếu mà ông té thì vợ không ở đây đâu bạn. Nhưng mà cũng đúng là cái băng keo nó dởm. Cái băng keo á, đồng ý là ở ngoài đời cũng có một vài trường hợp dùng băng keo dán tạm, nhưng mà nó rất là nhỏ thôi các bạn. Kiểu nó chỉ là cái vết nhỏ xíu xíu á thì may ra còn được. Còn cái này game nó làm nó hơi tấu hài, nó cho các bạn nguyên cái vết bự chảng luôn thì nó không được xíu nào chứ. Cái cây cổ nó nhanh đi chứ. Là băng keo nhôm á anh. Nhưng mà băng keo nhôm người ta dán vào kim loại chứ không phải là dán vào giấy hoặc là một cái chất liệu nào đó mà nó mỏng như cái này. Cái này là bằng giấy chứ. Rồi để dẹp con xe ra ngoài đường này thì ổng mới chịu để ổng bay đi các bạn. Bây giờ mình dùng cái băng keo của mình đây. Tí nữa là anh cầm gậy anh múa nữa rồi. Mà nhớ cái đúng cái đường này nha. Để coi nhớ cái đường này để mà mai mốt mà ông đáp xuống nữa xem có còn bị nó hay không. Rồi đẹp trái liền. Không nghi lắm đó. Đây. Ở đây. Ở đây nó nè. Đó. Dán mấy cái ống nước. Này băng keo bịt miệng lại á.
chứ không phải là băng keo. Cái này mình dán ngang nè, nó không cho dán ngang nè, đúng không? Đúng rồi, không cho dán hả? Gì? Có hai loại bịt miệng luôn nha bạn. Đây nó không cho dán ngang. Dán dọc đi bạn. Ủa đâu được mà? Dán dọc thôi. Được. Dán dọc nó không có điểm dán ở dưới kia, bạn hiểu không? Đúng rồi. Ở đây tôi có bán băng keo nha, máy bay nào mà bị rớt cần khẩn cấp thì cứ liên hệ tôi. Đó. Ở đây nữa nè. Còn cái đuôi nữa nè. Đó. Đó không? Còn hai cái lỗ hổ thì ghét lắm nha. Ông này tiết kiệm băng keo ghê á. Tiết kiệm đâu, cái lỗ này nó có chút xíu mà bạn muốn thì đó. Ừ, vậy chứ. Trời ơi, giống ít của tôi. Không có chịu. What the hell? Mình làm phải làm cái chót. Cái này nó bị nè. Nó phải dán ngang mới được. Tức thiệt chứ. Rồi. Cùng băng keo xài gì? Không nhận cùng băng keo này ăn hơi bị nhiều. Tính tiền được không anh trai? Ông báo lắm rồi đó. Đây. Dạ, cho anh miếng xăng thôi. Chỗ nào mình bơm xăng vô máy bay vậy? Đổ đầu ông á. Bên hông chứ. Bên trước anh. Đó. Đâu? Đó, trắng trắng kìa. Cái trắng trắng kìa. Không, không phải. Anh thấy nói không phải á. Để lấy cái giòm này để xem. Ờ, bên này mới chịu. Thiệt. Sao ông bị ngứa vậy? Rồi, tràn bình luôn. Rồi, bây giờ ông kêu là mình trao đổi với ông. Ủa, mình nhớ bữa mình có 10 cái blueprint rồi mà đúng không? À đâu, mình có 10 cái Lobo Blanco Tequila này rồi nè. Như là vậy. You don't have required item. Hay là phải cầm nữa. Không. Anh đâu có cầm chi đâu. Dạ có không? Có, đợi bữa có mà. Bữa cái kia nó hướng dẫn cho mình hay là nó chỉ là hướng dẫn. Cái con này nó cũng kêu bơm xăng nè. Ủa. Nó đi luôn mà. Mới thấy nó sáng lên luôn á. Nè. 10 cái Lobo Blanco bây giờ nó kêu không có là sao, là game nó bị chơi mình đó các bạn. Rồi, coi như là sau rất là nhiều cái giai đoạn thì cái game Dot này nó thiệt chứ nãy mình muốn viết cái chữ chờ cho sát chó lên ghê luôn vậy các bạn. Rồi bây giờ nó kêu là chơi cái trò kia nữa. Nãy giờ mình phải load lại từ đầu luôn á. Ủa xe này nó đi ra cái đường rồi mà. Load lại từ đầu cái lúc mà ông đó ổng chưa tới cái sân bay này xong mình phải mở rộng sân bay ra các thứ rồi mình mới load được cái nhiệm vụ này luôn á các bạn. Game nó rất là giờ mình chơi gì ta? Thú bịch. Nó mồ đi. Bên này. Rồi, đây. Đây xíu, rồi ok. Tự chạy được mà có đèn, có mắt mù hay gì á. Mù ít nhất con phải nhìn thấy được cái đánh. Rồi, rồi đi, cút. Bảo vậy cũng được, nó yêu. Được, nhưng mà không có ai mà cầm cây mà đứng ngay dưới cuối đường băng mà để cho cánh quạt nó chém vô cái đầu hết trơn á. Rồi mình đóng cái cửa chạm xăng bên kia luôn các bạn. Em mới chiều nó buộc vô cái đầu. Giờ mình sẽ nâng cấp cái sân bay của mình thì các bạn muốn nâng cấp mấy cái này các bạn sẽ cần có cái bảng blueprint mà mình có rồi. Nhà kho không cần đâu. Cái radio tower thì phải level 3 bảng blueprint mới được. Bây giờ mình nâng cấp cái communication center hay là mình nâng cấp cái tray ta. Tray tới 3 lần. Thôi cứ để dành trước đi. Lâu lâu á đôi khi cái tụi này xuống rồi các bạn sẽ tray đồ được với nó. Nó sẽ có cái kia ha các bạn. Đó. Trời ơi. Cho chị chục cái luôn đem về thì đeo cho nó vui. Rồi đem về tặng cho con cháu. Bây giờ nó kêu mình là mua cái kho level 1. Mua. Đây. Là kho giữ chưa? Là những cái kệ đều là những cái kho đấy hả? Yeah. Đổi gì nữa? Rồi bây giờ nó kêu mình là chuyển random đồ vào trong cái kho. Đây, giờ mình chọn cái này. Đó, xong. Bây giờ mình mua cái kệ đặc biệt. Chí vậy? Kệ đặc biệt. À.
Ủa? Special. Đây. Okay. Đây. Đúng rồi, nó này là bên cái DLC này các bạn. Mà. Big premium mình giàu mà. Trời ơi, tiền với mình là không thiếu, mình đóng cửa bên kia mình vẫn còn tiền bên này mà các bạn. À. Ăn chơi cũng được nữa mà. Bây giờ nó kêu mình là dùng cái kệ đó để Big premium đây. Đựng băng keo. Đặt ở đâu vậy ta? Đặt sát đây hả? Vấn đề là nó kêu mình đặt ở đâu mới được. Pilot cargo. Ở đâu nhỉ? Thông thường là nó sẽ hướng dẫn các bạn cái chỗ để nó đặt. Nó không cho mình chỉ chỗ ở đâu luôn kìa. Bên kia ha. Có cái nào nằm bên kia. Kìa. Cái gì vậy? Hạ xuống tí rồi. Không bạn, nó phải màu xanh mới được bạn. Không, nó màu xanh là nó tự động nó xuống à. Đừng nó đặt bên kia nha. Game này nó lỗi tùm lum hết trơn á. Rồi cái kệ nè. Đây là kệ thường, đây là cái kệ lúc nãy của mình nè. Đó. Cái đứa nó ra cái bảng này mới cho đặt nè. Phải cái nồi vậy. Thế quái nào cái trạm xăng mình ở bên. Ủa, kia mà nó lại kêu mình đặt bên này ta. Nó bán gì bên này, bán vé máy bay hả? Ừ. Nó máy bay thì liên hệ đi chay. Rồi. Bây giờ nó kêu mình là đi mua mấy cái đồ này kia để lên. Chí vậy. Nó là cái đồ nào ta? Không nữa vậy. Không, nó không có nằm trong phần này đâu. Hay là rồi. Brazilian or Colombian coffee. Trong này mình nghĩ nó không bán, hình như nó kêu mình là trade với tụi kia hay sao á. Đây nè, đây là những cái chỗ bán đồ thì nó không có liên quan. Cái này là đồ bình thường thôi các bạn. Anh bấm vô trong cái kệ hồi nãy à. Nó đây. Có phần là cái airport đó. Ừ. Có nghĩa là mình tray của bên kia. Mình bỏ vô trong cái đúng rồi, tray bên kia đỏ bỏ bên này. Thì mình lấy qua bên đây mình bán. Cứ như là mình đem mấy mình đem mấy cái đồ uống đặc biệt mình đem về bên này. Rồi hiểu rồi. Vậy thì các bạn cần phải đó, các bạn xem nó có không nè. Không, cái này cái nón Don Ricardo Rum. Không biết nó là cái gì nữa nhưng mà thằng này từ chối. Rồi này cho vô. May anh... Ê cái lịch Ờ 17 giờ rồi, mười mấy giờ nữa nó xuống rồi. Xuống đây lại. Các bạn nhìn cái trên trời, các bạn thấy có cái thanh trên trời ngay khúc này không? Đang gọi là tính năng, đây là lỗi. Này các bạn nhìn nè. Nó là một lỗi. Ồ, xịn chưa? Rồi các bạn coi con kia nó nghiêng qua nè. Rồi đáp xuống nè. Ông nào còn để cái thanh nó trên đó vậy? Thì lỗi đó. Wow, đáp đỉnh quá trời luôn. Xong rồi nó tự pushback vô luôn. Không có cần... Máy bay thời này mà cũng có động cơ với bánh xe nữa. Cũng hay á. Cần bơm xăng không anh? Bơm xăng luôn cho nè. Anh không? Anh. Bơm không? Bơm thôi. Đây là cái gì? Cái tối ngày mày đè người ta rồi mày bơm mày à. Đây, ảnh... Ui, ảnh có cái blueprint, ảnh có cái... Mấy cái này mình không biết nó là cái gì nhưng mà thôi cứ lấy đi. Rồi đây mình có snack. Đem kẹo về cho con cháu ăn anh ha. Đây. Sô-cô-la nè. Anh lấy nhớt không anh? Trời nhớt em nhóc. Đó. Vừa thôi. À, rồi. Ok. Bye. Rồi bây giờ công việc của mình là mình trade đồ với nhau để mình lấy đồ mình để bên kia mình bán. Các bạn biết bây giờ mình muốn nhất là cái gì không? Mình muốn nghe cái game này quá. Nó lỗi quá. Không có luôn. Game này chỉ hot khi mới bắt đầu. Còn những ngày sau đó thì game nó chán mà nó buồn. Nói chung là mình đang đóng cửa cây xăng rồi để nó đỡ phiền phức các bạn. Thân làm chủ mà đặt hàng mình phải đặt. Ok đi, rồi sắp hàng lên kệ mình cũng phải làm. Rồi quét rác. Rồi đi dọn cống, đi thông cống cho cái máy rửa xe. Nó xàm nhiều cái mình
bực bội thiệt chứ. Bây giờ mình đang đặt đồ để mình trade với cái bà phi công bên kia các bạn. Thấy có đồ ngon rồi á. Mà cửa lẹ anh ơi. Nhiều lúc anh biết, biết tôi. Hả? Nói đi. Tôi không hiểu luôn á. Tại vì thấy vậy game này đâu phải game simulator đâu. Đọc cái review của tụi nó anh. Ừ. Nó kêu là với những cái nhiệm vụ như thế này. Đây syrup này. Thì bản nó chỉ là whiskey nè. Một cái game arcade. Với nó nhồi nhét nhiều cái mini game vô để chơi thôi chứ không phải là một cái nhiều, simulator. Nhiều mini game để chơi mà nó riết nó nhàm á. Bà này được cái nhiều cho nên mình đẩy full cây luôn. Very high là ngon rồi. Chơi 2 tiếng đồng hồ, class 6 là. Ơ kìa. Kén chọn vậy nè, cho thêm nè. Ơ, vậy rồi mà cũng không chịu mà. Ờ, phải thêm đồ mới chịu. Rồi mình có rượu rồi đó. Không biết là có đúng loại để bỏ lên trên kệ trưng được hay không, nhưng mà thôi cũng được đi. Mình mới vừa trade được một cái coca các bạn. Thấy nó ghi là coca mà không biết là có đúng hay không ha. Để mình đặt lên trên cái kệ thử. Game này chơi trên 30 phút là các bạn sẽ bị đây. Đó, có bán rồi. Các bạn sẽ bị lag ha. Game nó khá là, nói chung là này kia lắm. Rồi, và bây giờ nó kêu mình là đi lên ngồi trên ghế tiếp. À, nãy giờ mình nâng cấp cái chỗ của mình cũng được khá khá rồi nha các bạn. Mỗi lần cứ một đứa xuống nó sẽ cho mình một cái bản blueprint. Đó, bây giờ mình nâng cấp được lên tới cái communication level 3 rồi. À, mình mở thêm một cái sân bay bên này nữa các bạn. Cái này là airstrip 1, là một cái nhà ga 1 đúng không? Nhà kho 1, nhà kho 2 nè. Và dưới này là hết rồi. Ủa? Nó tới 3 cái khu luôn mà nó chỉ cho mình... À... Chỗ này là của thằng Joe rồi, 1, 2 nè. Ok. Rồi bây giờ mình qua bên kia để mình ngồi trên ghế, mình đợi mình uống bia thôi các bạn. Mình cũng không biết là cái DLC này nó kết thúc như thế nào, nhưng mà mình đang rất là mong nó kết thúc. Tại vì cái game này thực sự là cái DLC mới này nó chán lắm các bạn. Nó không có phải kiểu cuốn hút mà đúng với cái game này nó làm ra là gas station. Là các bạn chỉ đổ xăng thôi nó vui rồi. Bơm xăng kiểu nó cho mấy cái khó khó, lúc bơm xăng mình bơm nhầm xăng hay này kia nó đã vui rồi. Còn đằng này nó bắt các bạn làm rất là nhiều việc. Nó không có liên quan gì luôn. Cái vụ máy bay nó không có gọi là. Và theo như đánh giá trên Steam thì mình thấy bị chửi khá là nhiều. Ngay cả rất nhiều người tâm huyết. Ngay cả nãy đếm nó đi đi search thử thì những người YouTuber khác, những người làm content về cái game này cũng chê kêu chán quá. Ủa? Mình hết cái task rồi kìa, đúng không? Đó. Hết rồi nè. À, ông kêu uống bia rồi, ông kêu liên lạc lại sao? Bây giờ chuẩn bị có một chiếc máy bay Argentina bay xuống đúng không? Này là Canada nè, Malaysia nè. Còn này cỡ nước nào mình quên mất tiêu rồi. Ôi ơi, bên này mạng nhện nó đóng. Đó thì khi các bạn thấy trên này thì các bạn sẽ thấy nó chưa có được nhiều đồ đúng không? Khi mà nó gần đáp xuống á, đó, các bạn thấy trên cốc nó có cái airstrip không? Nó đang báo là cái con này là BO753 nó sẽ đáp ở đường băng thứ nhất, ở cái nhà kho thứ nhất. Là bên này nè các bạn. Đó. Cái này cái thứ hai. Còn cái bên này là cái riêng dành cho ông Joe luôn, làm riêng luôn á các bạn. Chứ không phải là cho tụi nó đáp luôn. Riêng của ổng. Ờ, riêng của ổng luôn. Hiểu. Đó, bây giờ game tới đây là hết rồi các bạn. Mình cũng không biết nói gì giờ. Cái game gì đâu mình thiệt hết trơn. Rồi để xem con này nó đòi cái gì. Đây. Đó. Cứ mỗi thằng xuống là kiểu gì nó cũng sẽ cho các bạn một cái bản blueprint. Và các bạn sẽ đi thu thập những cái bản đó để các bạn mở rộng cái khu ra. Hết rồi. Còn trạm xăng mình đóng cửa không? Mình không thèm mở cửa luôn rồi. À, bà kêu là bà cần bơm xăng nè. Đó. Rồi, tiếp theo là mình sẽ trade đồ với bà. Thì bà này có cái blueprint và có cái rượu, rượu vang. Rồi, mình cứ kéo lên cái nào mà, khi nào mà lên 2 rồi ok. Cái này nó ít rồi. Không đủ luôn. Đây đây, cái này ngon nè, cái R35 này ngon nè. Một thôi. Rồi, vậy Thái. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi bên chiếc bên này vô luôn. Đó, nó chỉ có như vậy thôi các bạn. Lúc mà nó xuống nó sẽ cho các bạn order kiểu như nó cần dán cánh này kia.
tùy vào máy bay ha, tùy vào cái người này order các bạn. Sao chị? À, bà này chỉ tray thôi chứ bà không có còn đổ xăng. Có rượu nè. Còn lại thì mấy cái mặt nạ này các bạn đem bán bên kia, mình nghĩ nó sẽ có giá trị á. Bà này bà đổi nhớt. Ôi, nhớt mấy bình thôi là nó đã gần đây 11 bình. Rồi, cảm ơn chị. Tạm biệt. Nó cứ vậy thôi các bạn, giờ mình bên sân bay thôi chứ giờ đâu còn bên kia chi nữa đâu. Và cái sân bay này mở ra là để các bạn trade đồ từ những cái quốc gia khác. Sau khi trade đúng không, các bạn sẽ đem vô đây các bạn trưng bày. Ủa, đâu rồi đây? Không, nó không có... hả? Không còn cái gì để làm nữa. Đúng rồi, game này nó như vậy thôi. Nhưng mà nó nên về lại đúng với cái gọi là... cái gì ta? Đổ xăng nó sẽ vui hơn. Ủa, lúc nãy mình trade được cái... Ủa, nãy giờ mình trade rượu không? Mình nhớ mình trade có cái mặt nạ nữa mà ta. Lạ vậy? Em mình nhớ mình có trade cái mặt nhìn nó lạ lạ lắm mà nó đâu mất tiêu hết trơn rồi. Không thể nào biến mất được như vậy. Nhưng mà mấy cái đống rượu này nè là nó là rượu các bạn. Còn cái quầy kia là cái quầy đồ ăn khô. Đây mấy cái rượu này các bạn để lên đây các bạn bán thì khách nó sẽ tới rất là đông. Nhưng mà game này nó bị dở cái là bây giờ mình mở cửa tiệm ra thì nhân viên nó lại này kia. Thôi cứ mở đi. À, mở cửa tiệm nha. Rồi. Nhân viên thì mình sẽ cho Amelie đi đứng tính tiền. Ở từ từ trả tiền lương cái đã. 400 mấy. Rồi. Không không có vô làm nhưng mà vẫn trả tiền lương nha các bạn. Đó là bắt buộc ha. Rồi đi tính tiền. Maria sẽ đi đổ xăng. Hiroki đi sửa xe. Rồi và ông cha này sẽ đi quét dọn. Hai ông này nghỉ mà họ sẽ thay ca với nhau. Ai mệt trước thì người ta sẽ đi nghỉ trước. Rồi. Giờ mình ngồi mình rung đùi đó các bạn. Tiền đối với mình là không thành vấn đề cho nên là kệ nó thôi. Đó bây giờ mình cứ vấn đề mình đứng mình đợi máy bay xuống. Bye bye. Lúc nãy mình mới vừa xem lại các bạn. Coi như là xong rồi đó. Nay sẽ là tập cuối của cái tựa game này. Lúc nào ông kia cũng bảo mình là không có còn gặp lại ông sắp tới cái chỗ gì rồi á. Và bye bye. Đó thì ok bye bye. Nãy mình có trade được mấy cái món đồ. Đây. Chưa có ra đúng không? Nước này các bạn. Nè, maple syrup nè. Guaraná Brasileira. Cái nước này mới. Guaraná. À, rồi Ricardo Double Blanco All Canadian. Nói chung là đồ mới mới. Đây bên này mình cho mấy cái nước mới mới vô. Đó vậy thôi các bạn. Giờ mình làm cái gì? Giờ mình sẽ quay trở lại đúng với cái mục đích của game. Đó chính là cái bà Amelie ra cho khác đi. Bây giờ bà này cho đi sửa xe cho nó nhanh. Rồi, hai ông này đi ra dọn dẹp luôn đi. Ô, tính tiền. Mình không thích tính tiền các bạn. Cái game này mình không thích tính tiền. Mình thực sự là không thích tính tiền. Để mình trả thêm tiền cho bà này đi. Rồi, tính tiền giùm nha. Rồi, sửa xe. Tính tiền, tính tiền. Rồi, sửa xe, dọn. Ủa, ông này tính tiền rồi hả? Ông này tính tiền dởm lắm. Cho đi dọn dẹp giùm đi. Bà này kỹ năng bà cao hơn. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của mình sẽ là đi bơm xăng và đi đá cốp các bạn. Cuộc sống như có như đó thôi. Con này không đá cốp được. Ủa, cái vế sao nó lại vậy? Gì? Cái vế sao? Không. Ủa, kìa ổng liên lạc nữa kìa. Ủa? Tưởng ổng đi luôn rồi. Thôi đừng quay lại mà, năn nỉ. Đừng. Ổng mới hello you hear me kìa. Sao giờ này nó vắng đó nhỉ? Giờ này không có xe nào vô bơm xăng đó nhỉ? Sao cái cửa hàng mình nó vắng hoe luôn á? Xăng thì xăng sân bay, xăng gas của mình còn tới 900 mấy rồi các bạn. Mình đâu có đóng cửa đâu. Mở cửa mà, có xe vô rồi kìa. Ông không có đáp xuống các bạn. Vô đây đổ xăng anh trai ơi. Anh trai. Trời đợi cái nón cưng vậy. Đây. Phải đợi cái nón. Anh à. Ủa anh trai đi đâu vậy? Đi rửa xe hả? Hình như anh đi rửa xe á. Đúng rồi anh đi rửa xe. Anh trai ơi, nay tiệm rửa xe em nó đang hơi tạm dưng dừng dừng một xíu rồi. Rồi, đường đóng luôn. Rồi, qua luôn. Bất ngờ đấy. Các bạn đã thấy một mình bất ngờ đấy. Ok, anh đứng đợi xíu đi để em bẻ cái cốp này xong rồi em rửa xe liền cho anh. Rồi, được 10.000 đô. Có 10 đô thôi. Ủa anh? Ủa anh chưa rửa?
Anh bật cái máy lên rồi cái ông chạy đi luôn, kệ đi. Cảm ơn anh trai. Rồi không? À đây 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 đây. Rồi, đầy bình luôn anh ơi. Em bơm cho anh đầy bình luôn. Xăng bên em vào. Ủa. Nó không cho mình bơm đầy bình các bạn. Thiệt chứ hôm nay mình chuẩn bị mình phá sản rồi, mình chuẩn bị dẹp tiệm rồi, mình muốn gọi là hả tri ân những khách hàng ở đường xa xôi đi tới ghé ngang cái trạm dừng chân của mình mà nó chửi mình. Mình bơm xăng nhiều hơn đó mà. Nay ế cho ta, nay bên này cũng không có ai sửa xe luôn à. Hai người mỗi người một chỗ luôn các bạn. Rồi anh cảnh sát vô luôn anh ơi. Đúng rồi, đậu hay lệch nha, đậu hay lệch nha. Kẻ chi trong khi tụi này nó đậu. Ê tính là cái kẻ này nó cũng hơi cấn cấn á. Ngay đây là được anh nè. Anh có quyền mà. Đậu sát sát đây, đây là được một nè, đường cái nè. Đây được cái nè. Mấy kiến nè. Anh là chủ mà em. Anh là chủ anh có nguyện ý kiến chứ. Đó 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 đó. Chạy vậy đó, hỏi sao không có tai nạn, hỏi sao không quýnh lộn. Bên kia có máy bay đáp xuống, để mình qua mình ngó thử xem coi nó có bản blueprint không. Đó bây giờ công việc các bạn chỉ có vậy thôi. Và các bạn chán không? Mình thấy chán rồi. Tưởng cái DLC gì hay ho như thế nào, mình nghĩ là trong đầu của mấy ông nhà phát hành game là cái kiểu chị. Có mấy người á là máy bay bị vấn đề luôn các bạn, xong rồi mình xuống mình sửa máy bay, mình dán băng keo cái thứ, nhưng mà nãy giờ mình không thấy đứa nào bị gì hết trơn. Chỉ yếu là mình lấy cái bản blueprint gì mình nâng cấp cho chỗ mình ha. Còn mấy cái đồ mà mình trade á là bắt buộc nó phải có trong kho. Con này nó có bị rụng thanh không? Con này nó cũng nguyên vẹn, lâu lâu nó chỉ có bơm xăng thôi. Xuống các bạn phải bấm vô người nó thì nó sẽ kêu các bạn bơm xăng. Đó, nếu mà có thì bơm, không có thì thôi. Đây, bơm anh trai. Rồi phải ngó lại chỗ khác. Đó. Nó coi nó có chịu bơm không thường thường. À, auto luôn hả? Ồ. Oh. Đúng rồi. Trà hả? Ôi anh trai này đổi bánh xe hả? Chở nổi không anh? Mấy cái bánh xe thôi là full trà luôn. Có xúc xích nữa nè. Ờ cái này cái gì đây? Lạ vậy. Để mình trade được. Ui bao nhiêu đây cái bánh xe mà trade được hết đồ anh này luôn các bạn. Very high luôn nè các bạn. Very high nãy giờ luôn á. Cho anh thêm miếng nữa nè. Cho anh thêm cái kẹo nè. Cho anh cái kem nè. Ăn dọc đường cho nó vui. Cảm ơn anh nhiều. À, những cái đồ mà các bạn sẽ trade là nó sẽ lấy trong kho, chứ nếu mà các bạn trưng lên rồi nó sẽ không có lấy ha. Bắt buộc các bạn phải giữ một cái kho, cái kho trong game này nó cũng giới hạn các bạn nữa. Nó không cho các bạn nhiều. Rồi nó không phải đổ xăng hết trơn đúng không? Để coi mình có mấy cái ủa hôm nay cái tiệm mình nó ế lắm luôn á các bạn. Không có super size này để lại đi, để nhiều lúc mình trade đồ với tụi kia. Rồi, vô cái kệ nè. Đó, đó. Đồ ăn vặt, đồ ăn vặt. Các bạn phải lấy từ đây, mình không cần phải chuyển qua luôn á. Mình cứ chọn nó ra nè. Không cần phải chuyển nó luôn. Rồi đổ xăng không anh? Vô luôn. Đó, các bạn thấy công việc nó vậy không? Thì chắc là mình cũng sẽ tạm dừng cái video ở đây chứ mình thấy nó cũng hết cái gì để chơi rồi. Game này nó mau hết lắm. Cái hồi vui của nó là cái hồi mà mình đổ xăng cái thứ thôi chứ tới giờ thì nó hết vui rồi. Mình có bao nhiêu cái bản blueprint ta? Cửi ghê chứ. Mình đang có 6 bản blueprint luôn các bạn. Cái này là để tăng kỹ năng, cái này là để mình nhìn được cái hàng thứ tư. Còn cái này là mở cái kho thôi, nó không còn gì hết trơn các bạn. Cái communication là các bạn càng mở thì nó sẽ càng để cho các bạn nhìn được những cái hàng lúc mà cái bay đáp xuống á, là xem nó chở được những cái gì, nó yêu cầu mình cái gì để mình mua sẵn trước. Này cái logic của game là các bạn sẽ thấy được là như thế này là cái item của mình nè các bạn. Item là item của cái người phi công nè, thì mình sẽ đổi là nó yêu cầu là kem, bánh, rồi một cái thanh kẹo. Ở dưới này là nó sẽ yêu cầu thuốc lá. Đó thì các bạn sẽ đổi được những cái này. Thì các bạn càng mở nhiều các bạn sẽ chuẩn bị sẵn đồ trong thời gian nó đáp xuống. Nếu mà không kịp các bạn phải cần dùng cái thẻ để mình gia hạn thêm thời gian. Đó nó chỉ có vậy thôi à. Bây giờ mình chỉ đổi đồ với ông Joe đúng không? Kowalski, vodka. Không có luôn. Cái item này như nó tuyệt chủng rồi hay gì á các bạn. Mình không có thấy thằng nào có hết trơn á. Chỉ có Lobo Blanco thôi à.
Ủa bên kia có khách VIP, bên kia có khách VIP. Vô 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 vô. Trời lâu quá mới gặp mấy anh luôn á. Mấy anh người ngoài hành tây. Nàng đẹp nè. Ngáo nè. Em hò anh ngáo. Anh nào? Anh là tài xế trên xe rồi. Không anh kệ anh. Không anh là tài xế trên xe rồi, anh tài xế trên xe rồi. Hỏi hàng cuối. Hiểu có tài xế trên xe rồi. À, khi mà các bạn phục vụ gọi là phục vụ hết mình luôn thì mình được tăng 1%, 2% cái độ gọi là cái mức độ nổi tiếng của cái tiệm mình. Nhưng khi các bạn bơm lố xăng nó trừ một phát, trừ 5% luôn các bạn. Trừ hết hồn luôn. Mình cũng nhiệt tình hết mình mà nó trừ hết hồn. Nó thiệt thì nó trừ hết sức luôn đó. Mình đi đá cớp thử. Qua xíu nữa. Easy. 4 đô. Rồi đổ xăng. Đó, cái này nó mới vui nè các bạn, này mới đúng là game mà kiểu như cái này nó sẽ cho các bạn thêm phân loại xăng hay là này kia đi thì nó sẽ vui hơn chứ nó làm mấy kia thì nó cũng không vui lắm thôi. Nếu okay. Mà nó thực sự nó làm simulator thì nó sẽ hay hơn nhiều. Ừ. Rồi nói chung là mình sẽ tạm dừng cái video Gas Station Simulator ở đây. Nếu các bạn thích cái series game này thì các bạn hãy tận hưởng video này đi, tại vì mình nghĩ là chắc sẽ không có còn tập nào của tựa game này đâu, tại vì game nó lag. Đầu tiên là game nó lag rất là lag. Cái thứ hai là tối ưu kém nhiều bug và nó không có cái mức độ chơi lâu dài, chơi một xíu mà nó hết nhiệt, nó hết vui rồi các bạn. Nó ok, hẹn các bạn những video sau và những tựa game sau trên kênh The Gaming của mình nha. Nhớ đăng ký kênh mình để mà chống lại được 1 triệu người đăng ký nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chào các bạn. Bye bye.